Chào mừng các con đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học và trả lời câu hỏi bài tập trong bài thơ Bận, trang 71-72 thuộc sách giáo khoa tiếng Việt 3 Bộ Cánh Diều nhé. Vậy, bây giờ, cô cho mình hãy cùng nhau tiến đến với nội dung của buổi học ngày hôm nay. Nội dung đầu tiên mà cô muốn chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó là bài thơ Bận. Với bài thơ này, các con sẽ được tìm hiểu thông qua 3 nội dung, đó là bài đọc, đọc hiểu và luyện tập. Phần thứ hai của buổi học chính là bài viết 2, làm đơn xin cấp thẻ đọc sách. Không biết trường học của các con có thư viện hay không? Vậy, với bài viết này, các con sẽ được trực tiếp làm đơn xin cấp thẻ thư viện. Cô trò mình hãy cùng nhau tiến đến với nội dung đầu tiên ngay bây giờ thôi nào các con. Đó là bài đọc 2, Bận. Trước hết, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu một lượt bài đọc. Bận. Trời thu bận xanh, sông Hồng bận chảy, cái xe bận chạy, lịch bận tính ngày. Con chim bận bay, cái hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm lửa. Cô bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu. Còn con bận bú, bận ngủ bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Mọi người đều bận, nên đời rộn vui. Con vừa ra đời, biết chăng điều đó, mà đem vui nhỏ, góp vào đời chung. Đây là bài thơ của nhà thơ Trinh Đường. Như vậy, các con đã vừa được lắng nghe cô đọc toàn bộ bài thơ Bận. Không biết các con cảm thấy như thế nào về bài thơ này nhỉ? Nhịp thơ chắc hẳn là vô cùng hối hả và bận rộn phải không nào? Tiếp tục, để giúp cho các con có thể tìm hiểu kỹ hơn về bài thơ, cô sẽ giới thiệu với các con những từ vựng khó. Từ vựng khó đầu tiên chính là từ vào mùa. Vào mùa ở đây tức là bước vào thời gian gieo hạt, cấy lúa hoặc gặt hái. Từ vựng tiếp theo đó là đánh thù. Đánh thù ở đây chắc hẳn một số bạn đã từng nghe thấy rồi phải không nào? Đánh thù tức là đánh giặc để bảo vệ đất nước. Từ tiếp theo chính là từ sông Hồng. Với các con sinh sống ở miền Bắc thì chắc hẳn đã biết đến con sông Hồng này rồi phải không nào? Đây chính là con sông lớn nhất ở miền Bắc nước ta. Sở dĩ gọi là sông Hồng bởi vì phù sa ở nơi đây rất là nhiều và chính phù sa đã tạo nên sắc hồng đặc trưng của con sông này. Trên đây chính là ba từ vựng khó mà cô cần các con phải nắm được nghĩa. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với một số lưu ý trước khi bước vào phần thực hành luyện đọc. Lưu ý đầu tiên, các con cần phải đọc to, rõ ràng và mạch lạc. Lưu ý thứ hai, các con cần phải ngắt nhịp linh hoạt giữa các câu thơ. Lưu ý thứ ba, nghỉ hơi đúng giữa các đoạn thơ. Và lưu ý quan trọng cuối cùng cô cần các con phải thể hiện được đó là không khí vui tươi, hối hả, bận rộn của con người và sự vật. Cô hy vọng với những gợi dẫn trên, các con có thể đọc đúng, tốt và hấp dẫn bài thơ Bận. Vậy bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau tiến đến với phần luyện đọc thôi nào. Các con sẽ có khoảng thời gian chừng ít phút để tự mình thực hành phần luyện đọc phụ thơ đầu tiên của bài thơ Bận. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc lại phụ thơ đầu tiên của bài thơ Bận một lần nữa để kiểm tra xem mình đã đọc đúng, chính xác cũng như là hấp dẫn hay chưa nhé. Trời thu bận xanh, sông Hồng bận chảy, cái xe bận chạy, lịch bận tính ngày. Con chim bận bay, cái hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa, than bận làm lửa. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển tiếp sang khổ thơ thứ hai. Các con vẫn tương tự sẽ có khoảng thời gian ngắn để tự mình thực hành luyện đọc cùng với bạn bè trong lớp nhé. Thời gian để các con luyện đọc bắt đầu.
Cô cảm ơn các con. Như vậy, các con đã chú ý đến những gợi dẫn của cô và thực hiện phần luyện đọc tốt hơn nhiều rồi đấy. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. Cô bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu. Còn con bận bú, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với khổ thơ cuối cùng các con nhé. Với phần cuối cùng này, các con sẽ tiếp tục thực hành luyện đọc với những người bạn trong lớp của mình các con nhé. Thời gian của các con bắt đầu. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong phần đọc toàn bộ bài thơ bận. Các con hãy lắng nghe cô đọc một lần nữa khổ thơ cuối cùng. Mọi người đều bận, nên đời rộn vui, còn vừa ra đời, biết chăng điều đó mà đem vui nhỏ góp vào đời chung. Bài thơ của nhà thơ Trinh Đường. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Chúng ta đã vừa thực hành xong phần luyện đọc. Vậy bây giờ chúng ta hãy mau mau tiến vào phần đọc hiểu thôi nào các con. Nội dung đầu tiên mà cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đó là những sự vật xung quanh đều bận rộn. Vậy, cô sẽ đặt ra cho các con một yêu cầu nho nhỏ. Đó là các con hãy theo dõi vào trong sách giáo khoa của mình và cho cô biết mỗi vật nêu ở khổ thơ thứ nhất bận điều gì. Cô sẽ dành cho các con khoảng thời gian chừng ít phút để các con đọc lại bài thơ một lần nữa và nêu ra xem mỗi vật ở khổ thơ thứ nhất đang bận điều gì nhé. Cô cảm ơn các con. Như vậy, yêu cầu này không hề đánh đố các con phải không nào? Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra được rằng trời thu thì bận xanh, sông Hồng bận chảy, cái xe thì bận chạy, lịch thì bận tính ngày, con chim bận bay, cái hoa bận đỏ, cờ bận vẫy gió, chữ bận thành thơ, hạt bận vào mùa và than bận làm lửa. Như vậy trên đây chính là toàn bộ những sự vật vô cùng bận rộn. Chúng ta có trời thu, sông Hồng, cái xe, lịch, con chim, cái hoa, cờ, chữ, hạt và than. Như vậy chúng ta có tổng cộng đó là 10 sự vật đều đang bận rộn với đời sống xung quanh của mình. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Và không chỉ có mọi vật đều bận rộn đâu các con ạ, mà mọi người xung quanh cũng đều bận rộn với những công việc riêng của mình. Các con hãy theo dõi vào khổ thơ thứ hai và cho cô biết mỗi người nêu ở khổ thơ thứ hai đang bận những việc gì. Các con hãy liệt kê và chia sẻ cho cô cùng biết nhé. À, chính xác rồi các con ạ. Như vậy, ta biết được cô thì bận cấy lúa, còn chú thì bận đánh thù. Mẹ thì bận hát ru cho em bé ngủ. Và còn con thì sao? Con nào là bận bú này, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Như vậy là dù kể cả là cô, là chú, là mẹ hay kể cả là con, em bé vô cùng non nớt cũng đều có những công việc bận rộn riêng của mình. Vậy đến đây, cô sẽ đặt ra cho con một câu hỏi. Đó là các con hiểu câu thơ mọi người đều bận nên đời rộn vui là như thế nào? Trên đây cô sẽ đưa ra 3 ý. Ý A, mọi người đều bận để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là điều chính xác phải không nào các con? Khi cô bận cấy lúa, tức là cô đang làm ra hạt gạo trắng, dẻo, thơm để chúng ta có thể ăn. Chú bận đánh thù để bảo vệ hòa bình cho cuộc sống của chúng ta. Hay mẹ bận hát ru để con khôn lớn. Như vậy, mọi người đều bận để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ý này hoàn toàn chính xác phải không nào? Thế nhưng còn ý B thì sao? Mọi người đều bận nhưng vui vì làm những việc có ích. Ồ, ý này cũng vô cùng hợp lý phải không nào? Mặc dù những công việc đều vô cùng bận rộn,
Thế nhưng mọi người đều vẫn giữ cho mình tinh thần vô cùng vui vẻ, bởi vì mỗi chúng ta đều đang làm những việc có ích, góp sức xây dựng cho cuộc đời ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Ý này cũng vô cùng hợp lý. Và còn ý C nữa, mọi người đều bận nên cuộc sống rất nhộn nhịp, chắc chắn rồi phải không nào các con? Như vậy ở đây, cả ba ý đều có những hạt nhân hợp lý của mình. Vậy các con, yêu thích ý nào hơn? Các con hãy chia sẻ cho cô và các bạn cùng biết nhé! Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy là mỗi bạn đều đưa ra được ý yêu thích của mình phải không nào? Và dù các con có lựa chọn ý nào đi chăng nữa, thì những ý trên đây đều là những ý chính xác và có cho mình những hạt nhân hợp lý nhất định. Cô cảm ơn các con. Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cuối cùng của bài thơ Bận. Đó là lời nhắn nhủ của mẹ. Các con hãy theo dõi vào phân đoạn cuối cùng và cho cô biết người mẹ đã nhắn nhủ với em bé điều gì vậy? À, không hề khó phải không nào? Đó là người mẹ đã nhắn nhủ với em bé rằng chính con đang đem lại niềm vui nhỏ góp cho cuộc đời chung. Con vừa ra đời, biết chăng điều đó mà đem vui nhỏ góp vào đời chung. Với người mẹ, khi chứng kiến đứa con của mình say ngủ hay đứa con của mình được ăn no, đó chính là niềm vui lớn nhất. Và niềm vui lớn của mẹ chính là niềm vui nhỏ đem góp vào cuộc đời chung. Đây chính là lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa của người mẹ dành cho em bé. Như vậy, cô trò mình đã vừa tìm hiểu xong toàn bộ nội dung của bài thơ Bận. Và trên đây chính là một yêu cầu vô cùng quan trọng dành cho các con. Đó là về nhà, các con hãy học thuộc lòng 14 dòng thơ đầu bài thơ Bận. Trên đây chính là 14 dòng thơ đầu của bài thơ. Các con hãy ghi nhớ lời dặn dò này và về nhà hãy học thuộc lòng toàn bộ 14 dòng thơ đầu các con nhé. Đây là một bài thơ vô cùng hay và vô cùng dễ thuộc các con ạ. Trên đây chính là phần tổng kết của nội dung buổi học. Ý đầu tiên mà cô cần các con phải nắm được đó là bài đọc đã tái hiện lại không khí bận rộn nhưng vô cùng vui tươi, náo nức của đời sống xung quanh. Và ý thứ hai, bài đọc còn cho ta thấy được bài học tinh thần đầy ý nghĩa về tinh thần lao động, góp sức mình để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong toàn bộ bài thơ Bận. Chúng mình hãy cùng nhau chuyển tiếp sang nội dung tiếp theo, đó là phần luyện tập. Trong phần luyện tập ngày hôm nay, các con sẽ được thực hành xếp các từ dưới đây vào các nhóm thích hợp. Các con hãy hướng mắt lên màn hình và tìm ra giúp cô xem chúng ta có những nhóm nào. Chính xác rồi, chúng ta có hai nhóm, đó là nhóm từ bận và nhóm từ nhàn. Nhiệm vụ của con đó là xếp 6 từ ngữ xuất hiện ở trên màn hình vào trong hai nhóm, nhóm bận hoặc nhóm nhàn. Thời gian để con thực hiện nhiệm vụ bắt đầu. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy là bài tập này không hề đánh đố và làm khó các con phải không nào? Vậy, với những từ thuộc nhóm bận, chúng ta có tất bật này, bận rộn và bận bịu. Chính xác rồi đấy các con. Như vậy, những từ còn lại chính là những từ thuộc nhóm nhàn, bao gồm có nhàn rỗi, nhàn hạ và rảnh rỗi. Như vậy, với bài tập này, các con đã được mở rộng vốn từ của mình với những từ liên quan đến bận và những từ liên quan đến nhàn. Thật là một bài tập bổ ích phải không nào? Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với yêu cầu thứ hai là đặt câu với một từ trong bài tập trên. Để giúp các con có thể đặt câu dễ dàng hơn, cô sẽ đưa ra một câu mẫu. Và đây chính là câu mẫu của cô. Ngày mùa, phải, ở nông thôn, phải, nhà nào cũng bận rộn. Như vậy, cô đã vừa đặt câu với từ bận rộn. Còn các con thì sao? Các con hãy lựa chọn từ mà các con muốn đặt câu
rồi thực hiện đặt câu sao cho chính xác các con nhé. Thời gian để các con thực hiện nhiệm vụ 2 bắt đầu. À, cô đã nhận được một vài đáp án đến từ một số bạn học sinh rồi đấy. Cô sẽ trình chiếu lên màn hình của mình để các con cùng tham khảo nhé. Câu đầu tiên, bạn có viết rằng Tết đến, mẹ em tất bật chuẩn bị nấu cỗ. Chính xác rồi, con đã đặt câu rất chuẩn với từ tất bật. Tiếp tục, bạn thứ hai có đặt câu là lúc rảnh rỗi em thường vẽ tranh. Như vậy là con đã đặt câu chính xác với từ rảnh rỗi rồi. Cô chúc mừng các con. Cô hy vọng có thể nhận được nhiều hơn nữa những đáp án đến từ phía các con. Chúng ta đã thực hiện xong những yêu cầu của phần luyện tập rồi các con ạ. Vậy, không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy chuyển tiếp sang bài viết 2 với nội dung làm đơn xin cấp thẻ đọc sách. Vậy thì ở đây, các con hãy chia sẻ những điều các con đã biết hoặc những điều các con mong muốn về thư viện trường mình hoặc thư viện nơi các con sinh sống. Chúng ta đã bao giờ được đến thư viện hay chưa nào? Nếu rồi các con hãy chia sẻ cho cô cùng biết nhé. Hoặc nếu ở nơi các con sinh sống không có thư viện, các con hãy bày tỏ cho cô những mong muốn của các con về một thư viện trong mơ nhé. Vậy, để giúp các con có thể trả lời được những câu hỏi này, cô sẽ đưa ra một số những gợi dẫn. Thư viện này nằm ở đâu vậy các con? Câu hỏi thứ hai, mọi người thường đến thư viện làm gì vậy? Ý C, các con thích hoặc mong muốn điều gì ở thư viện vậy? Trên đây chính là ba gợi dẫn để các con có thể thực hiện thật là tốt phần chia sẻ và nói về những điều mà các con đã biết hoặc những điều mà các con mong muốn về thư viện trường mình hoặc thư viện nơi các con sinh sống nhé. Cô cảm ơn những lời chia sẻ đến từ phía các con. Như vậy, tiếp tục, chúng ta sẽ đến với phần làm đơn. Các con hãy hoàn thành đơn xin cấp thẻ đọc sách ở thư viện trường hoặc nơi thư viện nơi các con sinh sống theo mẫu sau. Trên đây chính là mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách. Như vậy, theo các con, với đơn xin cấp thẻ đọc sách này, chúng ta bao gồm có những phần gì? Tương đối khó phải không nào? Các con hãy suy nghĩ và cho cô biết đáp án nhé. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy thì ở đây, ở trên cùng, chúng ta thấy được một lá đơn cần phải có quốc hiệu và tiêu ngữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tiếp đến vị trí thứ hai, chúng ta có nơi và ngày, tháng, năm viết đơn. Các con cần phải lưu ý đủ hai thông tin trên ở phần đầu các con nhé. Tiếp tục xuống dòng dưới, các con sẽ viết in hoa tên của đơn, đó là đơn xin cấp thẻ đọc sách. Sau khi đã viết xong tên của đơn, các con sẽ triển khai phần nội dung của đơn. Và nội dung của đơn sẽ bao gồm có những yếu tố như sau. Đầu tiên, các con cần phải ghi kính gửi đến đối tượng nào. Ở đây, khi các con viết đơn xin cấp thẻ đọc sách, các con sẽ gửi lên thủ thư viện hoặc là người quản lý thư viện các con nhé. Sau đó, các con sẽ tiếp tục trình bày tên của mình này, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, các con là học sinh lớp nào và trường nào. Cuối cùng, các con cần phải làm rõ các con viết đơn này đề nghị xin thư viện cấp cho các con thẻ đọc sách năm bao nhiêu. Sau khi đã triển khai xong toàn bộ nội dung của đơn xin cấp thẻ đọc sách, các con cần phải thể hiện được tinh thần giữ trách nhiệm của mình thông qua lời hứa. Các con xin hứa sẽ thực hiện đúng mọi quy định của thư viện. Và thật quan trọng, khi các con thể hiện lời cảm ơn ở phía cuối đơn phải không nào? Như vậy, trên đây chính là toàn bộ những nội dung chính của một lá đơn. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy,
chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được tốt phần hoàn thiện đơn xin cấp thẻ đọc sách phải không nào? Cô sẽ dành cho các con khoảng thời gian chừng ít phút để hoàn thiện lá đơn. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Cô hy vọng với bài tập này, các con có thể tự mình thực hành viết đơn xin cấp thẻ đọc sách tại thư viện trường mình và nộp lên thủ thư viện các con nhé. Với lá đơn cấp thẻ này, các con hoàn toàn có thể mượn được những cuốn sách hay và làm giàu hơn vốn đọc của mình đấy. Cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy là cô và các con đã học xong bài Bận trích sách giáo khoa tiếng Việt 3 bộ cánh diều rồi. Các con hãy truy cập vào trang lời giải hay để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con trong các video bài giảng tiếp theo.